Xin chào, lại là Trang đây. Và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một chủ đề: sử dụng tinh bột nghệ pha với mật ong hay là sữa tươi sẽ là tốt nhất? Nếu như các bạn muốn tìm hiểu về chủ đề ngày hôm nay thì Trang có 4 phần nhỏ xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề này các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm giải đáp cùng với Trang nào. Phần đầu tiên, những tác dụng của tinh bột nghệ đối với sức khỏe. Thì có lẽ Trang cũng chia sẻ rất nhiều về những cái tác dụng của tinh bột nghệ rồi. Thì nếu như bạn quan tâm hay là bạn chưa tìm hiểu được ở những cái video trước á, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cùng Trang ở video này các bạn nhé. Đầu tiên là chống viêm. Bởi vì trong nghệ nó có chứa hoạt chất là curcumin được tìm thấy trong tinh bột nghệ, có đặc tính chống viêm và chống nhiễm trùng mạnh. Được áp dụng trong các phương pháp điều trị với các tình trạng viêm như là bệnh viêm dạ dày, viêm khớp, viêm tụy thì sẽ sử dụng tinh bột nghệ rất tốt. Ngoài ra thành phần curcumin thì trong nghệ còn có chứa các vitamin như là vitamin C, vitamin E, kẽm, vân vân. Nó cũng góp phần vào hỗ trợ cái quá trình chữa lành vết loét do những cái tổn thương gây nên. Tiếp đến là nó sẽ giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp. Đặc tính chống viêm của tinh bột nghệ đã được chứng minh là có thể giúp chữa những cái bệnh viêm khớp dạng thấp, đau khớp nè, và những cái tình trạng như là viêm xương khớp, có nghĩa là nó hỗ trợ trong những cái tình trạng viêm rất là tốt. Thì một nghiên cứu lâm sàng đã đánh giá tính an toàn và hiệu quả của curcumin ở 45 bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp. Thì kết quả cho thấy rằng là nhóm người được chỉ định sử dụng curcumin đó thì sẽ cho thấy cái tỷ lệ cải thiện tình trạng đau, sưng viêm ở các khớp đó nó cao hơn so với bệnh nhân chỉ sử dụng thuốc chống viêm theo toa của bác sĩ. Thì nghiên cứu này thì cũng còn hạn chế đúng không ạ? Chỉ mới 45 người thôi, cho nên là đòi hỏi cần có những cái nghiên cứu rộng rãi hơn trên lâm sàng để chứng minh những cái hiệu quả mà tinh bột nghệ mang đến tốt cho cái việc chữa đau viêm khớp như thế nào. Hỗ trợ chức năng gan. Tinh bột nghệ từ lâu được mọi người sử dụng nhờ vào khả năng là lọc máu nè, giúp đào thải các độc tố tích tụ trong cơ thể ra bên ngoài do những cái thói quen ăn uống của chúng ta, hay là những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày đó, hoặc là môi trường sống xung quanh nó tác động vào cơ thể. Đặc biệt, tinh bột nghệ giúp cho bạn thanh lọc, trẻ hóa và chữa lành những cái tế bào gan bị tổn thương do thói quen sử dụng bia, rượu hay là các bệnh lý về gan như là xơ gan, ung thư gan, viêm gan do siêu vi B, v.v. Thì nó cải thiện chức năng gan rất tốt. Hơn thế nữa thì tinh bột nghệ có khả năng là giúp cho chúng ta tăng cường sức đề kháng nè, cải thiện lưu thông cái lưu lượng máu nuôi dẫn đến những cái tế bào và những cái cơ quan khác trong cơ thể. Hỗ trợ về tiêu hóa. Tinh bột nghệ ngoài có tác dụng chống viêm ra thì chúng cũng còn biết đến với công dụng là hỗ trợ về hệ tiêu hóa, giảm các triệu chứng như là ăn uống khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng, chua. Curcumin là một loại polyphenol đã được chứng minh là có hoạt động kháng khuẩn, điều hòa miễn dịch, chữa lành vết thương. Thì với những cái đặc tính tuyệt vời như thế này mà curcumin mang đến đó, thì nó được ứng dụng để hỗ trợ các vấn đề về rối loạn tiêu hóa nè, hay là những cái vấn đề ở dạ dày, rất là tốt bạn ha. Giúp giảm cân. Hoạt chất curcumin trong tinh bột nghệ giúp cho bạn thanh lọc cơ thể, cải thiện cân nặng, tăng cường thúc đẩy cái quá trình chuyển hóa và trao đổi chất, hỗ trợ chức năng hệ tiêu hóa cũng như là ức chế khả năng tích tụ mỡ thừa dưới da và biểu bì, từ đó nó sẽ hỗ trợ cho bạn giảm cân. Vì vậy cho nên những ai lựa chọn giảm cân mà muốn sử dụng tinh bột nghệ đó thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng các bạn hết để hỗ trợ giảm cân an toàn và hiệu quả ngay tại nhà.
Nhưng để giảm cân một cách tốt nhất thì đòi hỏi chúng ta phải kết hợp rất nhiều những cái yếu tố xung quanh nữa. Đặc tính chống ung thư. Nghiên cứu thực tế trong ống nghiệm thì trên các dòng tế bào ung thư đại trực tràng thì kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng là curcumin gây ức chế các tế bào ác tính, ngăn chặn không cho chúng phát triển thành những tế bào ung thư mới, kích thích các tế bào ung thư chết và nó được tiêu diệt tốt hơn. Nhưng mà ở đây là còn nghiên cứu trong phòng thí nghiệm các bạn ha. Đồng thời curcumin trong tinh bột nghệ giúp tăng cường cái tác dụng của cisplatin, một cái loại thuốc chống ung thư đó. Ngoài ra, hoạt chất curcumin không gây ra ảnh hưởng đến những cái tế bào lành tính, mà ngược lại, người bệnh còn tăng cường sức đề kháng, giúp phục hồi cơ thể một cách nhanh chóng hơn. Cho nên là người ta cũng ứng dụng curcumin trong cái việc là hỗ trợ điều trị ung thư. Nhưng mà nghiên cứu trên ống nghiệm thì đòi hỏi chúng ta phải đưa ra lâm sàng nữa các bạn nhé. Kiểm soát lượng đường trong máu. Curcumin còn có tác dụng là kiểm soát lượng đường trong máu, cải thiện chức năng của các tế bào beta và giảm đề kháng của insulin. Thì tinh bột nghệ giúp hỗ trợ và điều trị đối với các bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường. Hơn hết thì chúng còn có liên quan đến việc là giảm hấp thụ cái lượng chất béo trung tính vào cơ thể. Ngoài việc mà chúng ta sử dụng curcumin từ nghệ ra thì những người mắc bệnh đái tháo đường đó còn có thể bổ sung từ những cái sản phẩm hỗ trợ bệnh lý đái tháo đường để giúp cải thiện và ổn định đường huyết. Có nghĩa là phải uống thuốc theo chỉ định rồi các bạn ha. Còn muốn dùng thêm tinh bột nghệ để kiểm soát thêm á thì chúng ta nhớ là phải uống cách xa thuốc ít nhất là 2 tiếng đồng hồ, không uống cùng để tránh những cái tương tác xảy ra. Cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách là nó sẽ giảm cái lượng cholesterol trong máu và ổn định cái chỉ số huyết áp. Tinh bột nghệ có khả năng cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch hoặc thậm chí là những cái cơn đau thắt ngực bất ngờ không rõ nguyên nhân gây nên. Cho nên là rất tốt về tim mạch các bạn ha. Curcumin đã được chứng minh rộng rãi với khả năng chống viêm và chết oxy hóa. Điều này nó đóng một vai trò quan trọng trong việc là giảm những cái triệu chứng bệnh lý như là xơ vữa động mạch, phì đại tim, tăng huyết áp, thiếu máu cục bộ và các biến chứng mạch máu khác gây ra. Cho nên nó sẽ bảo vệ sức khỏe tim mạch của chúng ta một cách tối ưu nhất. Nhưng nó chỉ được xem là một phần trong cái chế độ dinh dưỡng tổng thể thôi các bạn ha, chứ không thay thế bất kỳ các phương pháp điều trị y khoa nào. Giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Thì tinh bột nghệ còn giúp cho chúng ta ngăn ngừa bệnh lý Alzheimer đối với cơ chế hoạt động chống viêm, chống oxy hóa, giúp bảo vệ những tế bào thần kinh, hạn chế những cái nguyên nhân gây ra là rối loạn vận động chậm phát triển, chứng trầm cảm, động kinh và rối loạn thoái hóa thần kinh khác. Cho nên là nó ngăn ngừa bệnh lý Alzheimer rất tốt, đặc biệt ở những người lớn tuổi. Hỗ trợ trị bệnh trầm cảm. Curcumin có tác dụng làm tăng serotonin và dopamine, hai chất hóa học trong não bộ. Chúng ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của bạn, giúp bảo vệ những cái tế bào thần kinh nè, giảm các tình trạng như là căng thẳng, lo âu hay là suy nghĩ tiêu cực. Từ đó nó sẽ hạn chế đến các dấu hiệu của bệnh trầm cảm, rối loạn cảm xúc, động kinh và các vấn đề rối loạn về thần kinh khác. Như vậy các bạn thấy rằng tinh bột nghệ nếu như chúng ta sử dụng đúng cách thì nó mang đến rất nhiều những tác dụng đúng không ạ? Còn rất nhiều những tác dụng xoay quanh nữa, nhưng đây là những cái tác dụng nổi trội nhất mà tinh bột nghệ mang đến mà Trang muốn chia sẻ đến tất cả mọi người. Phần thứ hai, sử dụng tinh bột nghệ pha với mật ong hay là sữa tươi sẽ tốt hơn. Các bạn đặt ra câu hỏi này thì bây giờ chúng ta tìm câu trả lời với Trang nha. Thì chọn loại tinh bột nghệ nào là phù hợp? Trước hết chúng ta phải biết chọn cái loại tinh bột nghệ phù hợp cái đã các bạn ha. Lựa chọn tinh bột nghệ phù hợp thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của các bạn thôi. Nếu như bạn muốn hỗ trợ làm đẹp, chăm sóc da thì sử dụng tinh bột nghệ vàng. Còn đối với những cái bệnh nhân điều trị các vấn đề bệnh lý ở dạ dày
thì nên chọn tinh bột nghệ vàng luôn các bạn ha. Còn đối với phụ nữ sau sinh thì ưu tiên sử dụng tinh bột nghệ đỏ. Thì điểm nổi bật của sữa tươi không đường trong công thức làm đẹp đối với cơ thể, bởi vì nó có nhiều canxi, đặc biệt khi sử dụng sữa tươi không đường rất thích hợp để giảm cân, bởi vì nó chỉ từ 40 đến 60 calo trên mỗi 100 ml sữa thôi, kết hợp với canxi nữa nó sẽ đốt cháy năng lượng trong cơ thể, giúp cho bạn khỏe mạnh và thon gọn hơn. Đặc biệt sữa tươi không đường còn cung cấp cái độ ẩm cho làn da, khi mà axit lactic được thanh lọc tối đa đó thì nó sẽ không có các vấn đề về làn da khô nữa, kết quả là da của chúng ta săn chắc và tràn đầy sức sống hơn. Bạn cứ thử sử dụng xem, nếu như bạn uống một tuần từ 1 đến 3 lần, hoặc là 3 lần trên một tuần cũng được, bạn sử dụng trong vòng 1 tháng coi bạn thấy da của mình nó hồng hào liền đó. Thì chất của cumin có trong nghệ đó, nó có tính kháng khuẩn, chống lão hóa rất tốt các bạn ha. Bạn cũng có thể sử dụng tinh bột nghệ để làm mặt nạ đắp mặt nè, bởi vì nó cũng giúp cho làn da trắng sáng hồng hào săn chắc hơn, cũng như hạn chế được các những vấn đề về nám da tàn nhang nữa. Thì đó là sự kết hợp với sữa tươi không đường. Còn nếu như bạn dùng với mật ong thì mật ong là chất tạo ngọt do con ong góp nhặt từ những nhụy hoa, bông hoa, thì không giống như đường trắng tinh luyện thì loại thực phẩm này nó được xếp vào những cái chất ngọt tự nhiên, giàu chất chống oxy hóa, axit amin và những cái khoáng chất có lợi cho sức khỏe, nó có tính kháng khuẩn và tốt cho sức khỏe của bạn khi sử dụng. Còn trong đông y thì mật ong nó có tính bình, nó được xem như là một trong những cái chất dẫn gì đó, cho nên là tùy thuộc vào mục đích sử dụng của các bạn thôi, hoặc là nhà bạn có sữa tươi không đường, hoặc là nhà bạn có mật ong tự nhiên nguyên chất thơm ngon đó, thì bạn có thể lựa chọn một trong hai điều được, hoặc bạn kết hợp cả hai luôn vẫn được các bạn nhé. Phần thứ ba, mỗi ngày nên sử dụng bao nhiêu tinh bột nghệ là tốt nhất? Thì bây giờ Trang sẽ trả lời giúp bạn ha. Thì khuyến cáo là chỉ nên dùng một muỗng cà phê tinh bột nghệ chia thành hai lần uống trên một ngày. Mỗi lần bạn sẽ pha 1 phần 2 muỗng cà phê tinh bột nghệ với khoảng là 200 ml nước ấm. Và không nên sử dụng quá nhiều tinh bột nghệ một cách liên tục trong thời gian dài, bởi vì nó sẽ gây ra nhiều cái tác dụng phụ ảnh hưởng đến cơ thể của các bạn. Nhưng tùy thuộc vào cái cách của các bạn dùng thôi. Nhưng mà thông thường thì Trang thấy là sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng là hai thìa cà phê tinh bột nghệ mỗi ngày đó, thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng từ 1 đến 2 thìa cà phê. Thời điểm thích hợp nhất là thời điểm buổi sáng, ngay khi cơ thể bạn thức dậy nè, sẽ hấp thu tinh bột nghệ tốt nhất và nên uống trước bữa ăn 15 phút, hoặc là sau bữa ăn chính thì chúng ta chờ khoảng 1 giờ rồi chúng ta sử dụng. Còn sau bữa ăn phụ thì 20 phút thì bạn uống được rồi. Bạn đã nắm được thời gian uống chưa ạ? Không sử dụng tinh bột nghệ chung với thuốc tây các bạn ha, bởi vì nó có thể xảy ra những cái tương tác nè, ảnh hưởng xấu đến những cái hoạt tính và cái thuốc tây đưa đến cho cơ thể của chúng ta, nó sẽ gây tương tác, cho nên là chúng ta không uống cùng lúc các bạn ha. Như vậy bạn thấy rằng cái liều lượng sử dụng đó thì chúng ta sẽ linh hoạt hơn, nhưng mà đừng sử dụng quá 2 thìa cà phê tinh bột nghệ mỗi ngày các bạn nhé. Phần thứ tư, cần lưu ý những gì khi sử dụng tinh bột nghệ? Thì sau đây là một vài những cái lưu ý kèm theo thôi để Trang chia sẻ đến tất cả mọi người, để mong rằng khi mà mọi người sử dụng tinh bột nghệ đó thì sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Tinh bột nghệ mật ong kết hợp với sữa tươi thì nó rất tốt cho sức khỏe rồi, nó có tác dụng làm đẹp da. Tuy nhiên nếu như bạn gặp những cái tình trạng dưới đây thì chúng ta nên cân nhắc trước khi sử dụng để an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của mình. Thì cụ thể như sau. Đầu tiên, phụ nữ đang mang thai hoặc là phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt ra nhiều. Thứ hai là dành cho những người gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến đường mật. Thứ ba, những người đang sử dụng một số thuốc tây y nè để điều trị bệnh trào ngược dạ dày. Thứ tư,
là những người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc là một số thuốc liên quan đến tiểu cầu. Thứ năm, trẻ em dưới 5 tuổi hệ tiêu hóa không hệ tiêu hóa của trẻ còn kém đó, cho nên không uống. Thì những cái trường hợp mà Trang nêu đó, 5 trường hợp này thì chúng ta cân nhắc không nên sử dụng để tốt nhất cho sức khỏe của mình. Tuy là tinh bột nghệ có nhiều công dụng thiệt các bạn ha, nó mang đến rất nhiều những cái tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, nhưng không phải nó an toàn tuyệt đối cho tất cả mọi người khi sử dụng đâu. Cho nên là trước khi sử dụng đó thì chúng ta nên cân nhắc tìm hiểu thật kỹ xem coi nó có phù hợp đối với mình hay không, mình sử dụng có an toàn hay không. Thì để hỗ trợ về vấn đề tiêu hóa dạ dày thì nên uống tinh bột nghệ sau ăn khoảng 1 giờ để đạt được hiệu quả tốt nhất. Không được uống ngay khi bụng đang đói. Nên lựa chọn những cái nơi mà sản xuất tinh bột nghệ uy tín đảm bảo chất lượng đó. Bởi vì nó không uy tín thì nó pha tạp rất nhiều, thì chúng ta uống giống như uống bột thôi, thì nó sẽ không mang đến những cái hiệu quả gì cho sức khỏe hết các bạn ha. Và các bạn nhớ là đừng có sử dụng quá nhiều để dẫn đến cái tình trạng là thừa tinh bột nghệ trong cơ thể và nó ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Cho nên là trước khi chúng ta muốn tìm hiểu một cái loại dược liệu hay là một cái loại thực phẩm nào đó xung quanh chúng ta để sử dụng vào cơ thể thì đòi hỏi các bạn phải tìm hiểu thật kỹ, tìm những cái nguồn thông tin tốt nhất để chúng ta đón nhận, để chúng ta sử dụng. Và nếu như bạn yêu thích những cái kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm Nguyễn Thị Thùy Trang chấm cơm. Xin chào và hẹn gặp lại.